Aeon Nhật Bản, ai ở sau lưng bạn thế, dành cho bé từ 0 đến 3 tuổi. Câu chuyện ai ở sau lưng bạn thế, những người bạn trên cánh đồng. Khi đọc câu chuyện này ở nhà, bố mẹ có thể sử dụng thêm những ngôn từ và những động tác vui nhộn để tương tác với bé. Út ít, xin chào các bạn, mình tên là Heo. Phía sau mình là ai thế nhỉ? Là bạn Kiều. Phía sau bạn Kiều là ai thế nhỉ? Là bạn Bò. Phía sau bạn Bò là ai thế nhỉ? Là bạn Gà Mái đó. Vậy ai ở phía sau bạn Gà Mái thế nhỉ? Là ai được nhỉ? Hóa ra là bạn gà con. Phía trên bạn gà con là bạn nào thế nhỉ? Là bạn bướm. Vậy phía trước bạn bướm là ai thế nhỉ? Hóa ra là bạn quạ. Ở phía dưới bạn quạ là ai thế nhỉ? Là bạn bọ rùa. Phía dưới bạn bọ rùa là ai thế nhỉ? Thì ra là bạn gấu. Phía trước bạn gấu là ai thế nhỉ? Là bạn nai đây mà. Phía sau bạn nai là ai thế nhỉ? Ốp 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 ếch ốp ếch ốp. Thì ra là bạn ếch. Này ếch ơi, phía sau bạn là ai thế? Út ít, là tớ đây mà. Chúng mình luôn ở gần bên nhau đấy. Bây giờ bố mẹ hãy cùng các bé kể lại tên những người bạn trên cánh đồng nhé.